xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại ba mẹ cô đang có mặt ở đây là 615 đường Hậu Giang, 11 quận 6. Và hiện tại bây giờ đó là 7 giờ 35 phút ngày 23 tháng 10 2024. Vậy là chúng ta cũng gần hết tháng 10 rồi bà con, tuần sau là Halloween rồi. Thì xin thưa với bà con, phát nhiệt độ thì dạo này trời Sài Gòn mây u ám, không thấy ánh mặt trời, không biết có bão hay không. Chạy lên đây chút, đứng kế người ta mình nói chuyện, người ta tưởng mình như thằng khùng nữa. Rồi, đường Nguyễn Văn Luân này hồi xưa là đường Thiệu Trị nè bà con. Nhiệt độ thì bên ngoài tầm khoảng 79 độ C á, 79 độ F. Chứ 79 độ C là chắc luộc chết rồi đó. Ba mẹ gồ làm riết giờ, ba mẹ gồ đổi độ là chắc không ai bằng ba mẹ gồ luôn nha bà con. Giờ nói độ C là ba mẹ gồ đổi ra độ F cho bà con quát luôn á. Xưa là cái hẻm lò mổ nè. Trời bây giờ là ba mấy rồi, có cảm giác là mưa nó đang lất phất á bà con. Không biết bà con có thấy không? Ngày hôm qua thì trên tinh thần là chở bà con cô bác đi tắm mưa, nhưng mà cuối cùng không có mưa tắm. Đến gần chót, gần hết phim rồi, bắt đầu nó mưa nó ào xuống một cái. Mà lúc đó ba mấy rồi cũng mệt rồi, ba mấy rồi không quay nữa. Còn hôm nay cũng vậy, trên tinh thần là mình đi tắm mưa tiếp nha bà con. Có mưa là mình tắm. Các cô chú bác dạo này là đi theo ba mẹ gồ là phải mang áo mưa. Còn có một bác hỏi ba mẹ gồ, nếu mà không có áo mưa cầm dù được không? Xin thưa bà con cô bác, bà con cô bác biết tốc độ ba mẹ gồ chạy mà đúng không? Tay lấy lụa ở Sài Gòn mà đúng không? Ba mẹ gồ là yên hùng xa lộ đúng không? Chạy vù bà con bác dám cầm dù không? Bà con bác cầm dù là lát nữa là bà con bác trở thành người nhảy dù luôn. Nói chứ xe cộ ở Việt Nam này cầm dù chỉ đi bộ nha bà con. Chứ bà con bác cầm dù kiểu này mà ngồi sau lưng xe ba mươi cầu chạy, cái dù nó cuốn bà con bác đi á. Nó giống như là bà con bác biết mấy cái thuyền mở ra khơi không, căng bườm lên á. Thì bà con bác cầm dù nó cũng giống vậy á, cho nên cái mặc áo mưa cho chắc cú. Áo mưa ở Sài Gòn bây giờ rẻ lắm, đi ra mua cái áo mưa có 3.000 bạc, áo mưa 3.000, quên áo mưa 10.000, nhớ lộn. Hồi xưa áo mưa đó mới ra nó bán có 3.000, sau này giờ là trở thành áo mưa 10.000. Rồi con đường này là đường Minh Phụng nè, ở đây là có cái cầu Bình Tiên nè. Bên đây là hồi xưa là trường Quốc Việt. Rồi ông trời, hôm nay ông mưa lớn lên đi, có ai buồn biết liền. Giờ ba mới còn có sợ mưa đó, có mưa thì mình tắm thôi. Chỉ sợ các cô chú bác lớn tuổi tắm mưa về bệnh thôi, cho nên ba mẹ gồ dặn trước là mặc mới nhớ đem áo mưa. Đây, cái cầu Bình Tiên hồi xưa là nằm cái ngay đoạn tại đây. Qua bên đây là đường Bình Tiên, bên kia Minh Phụng. Bây giờ ba mẹ còn thấy mấy bác sĩ ra mở mấy cái tiệm nha khoa nhiều lắm. Không biết bà con cô bác có để ý gì không? Mây xe khéo nè, cam.
3 kg 20 thì là ký 6,000 mấy, cam giờ rẻ lắm. Tội nghiệp mấy người đó lắm bà con, mấy người mà đi đẩy cái buôn bán mà kéo xe đẩy vậy đó, chơi mấy chiếc xe tự chế đó. Chứ gặp cảnh sát cái là bị tịch thu hết nha bà con, mấy xe đó đâu có cho phép chạy trên đường phố bà con. Chế lại xe ba bánh không ra ba bánh mà kéo dài bự ra bề ngang bên hông, mà ở đây là còn đỡ nha bà con, không có sự truy đuổi đâu. Xin thưa với bà con bác, ở ngay chỗ mé bên chợ Bình Điền á, bà con bác sẽ thấy cảnh mấy cái xe này nè, nó chạy thấy ghê lắm, nó chạy bạc mạng luôn. Nó, tại sao nó chạy bạc mạng? Để những lúc mà lực lượng chức năng xuống hốt á, trời ơi mạnh xe nào xe nấy nó chạy. Có một lần ba mẹ cậu thấy ha, nó chạy mà nó lủi luôn cái xe, chiếc xe hơi luôn. Đó, nó lủi vô cái chiếc xe hơi á, làm mốt cái dàn đầu của xe hơi. Rồi xin thưa bà con cô bác, quầy vốn luôn, đâu có làm gì được nó đâu. Chiếc xe hơi giờ kêu bắt đền, nó nói giờ nó không có tiền, kêu cảnh sát xuống, nó cũng kêu, nó kêu cảnh sát xuống đi. Đó, chơi lầy gì đó bà con. Nó kêu cảnh sát xuống đi, bất quá thì nó mất chiếc xe thôi, chứ còn mà nó đền chiếc xe hơi đó không biết tiền đâu nó đền. Đó, thì cái cãi qua cãi lại thì sao đó. Rồi hôm nay được hai máy à. Công nhận cái heo quay đó nó có sức hút mãnh liệt kìa, ngày nào cũng có người vô cầm máy quay. Mà ba mẹ cậu cũng công nhận là bà con cô bác nào mà chịu ngồi xem cũng hay thiệt, công nhận luôn á, ba mẹ cậu công nhận. Cầu hoài không biết chán luôn á. Ba mẹ cậu giờ cũng đang tập thử rồi nè, ngày nào ba mẹ cậu cũng chạy chợ Bình Tiên này coi bà con cô bác có chán không. Cảnh thì có thể là cảnh cũ nhưng mà chuyện thì chuyện mới mà, mỗi ngày kiếm câu chuyện kể bà con bắt nghe chơi. Chuyện xưa nhớ được cái gì kể đó, không thôi chuyện kể chuyện thời nay. Thì xin thưa với bà con bắt những cái trường hợp đó là không biết làm gì luôn bà con. Ba mẹ gọi nó thật, gọi công an xuống thì cũng không giải quyết được cái gì. Tại vì bản chất là những cái người này là nó đã không có tiền rồi. Nó gọi là gì ta? Người ta thường hay nói là nắm kẻ có tóc chứ ai đi nắm kẻ đầu chọc. Nó đầu chọc sao nắm được. Đó, nó bớ là chỉ có nước là chỉ nước nhìn ngó luôn đó, chứ không biết làm gì được luôn mà con. Ba mẹ gọi nó thật. Bây giờ hỏi nó giấy tờ nó nói nó không có, nó làm gì nó. Rồi bắt xe nó, cái chiếc xe đó muốn quất quá nó bỏ nó đi mua chiếc khác. Bây giờ cái điều đầu tiên là giờ xe mình nó bị hư rồi giờ sao? Đó, đành chịu thôi, đi tự đi móc tiền ra sửa. Cho nên đi ngoài đường mà gặp mấy cái kiểu đó sợ lắm. Bắt hết thì cũng không nỡ, tại vì cái công việc mưu sinh của họ. Mà để họ vậy, để có khi mà có việc gì đó mà họ chạy yêu đó, họ gây tai nạn cho người khác á, thì càng nguy hiểm hơn. Bà con có bác biết mà, nhiều khi họ cũng cố ý đâu, nhưng mà khi mà đến cảnh mà coi như là bị hốt á, họ sợ á, họ chạy á, họ chạy bất chấp nha bà con. Như con chim bỏ tổ rồi đó. Bữa nào bà con bác không tin, bà con bác qua bên cái mé bên chợ Bình Điền đó, bà con bác coi. Rồi mỗi lần mà có nghe cái báo động gì cái là họ lùa ra, xe nào xe nấy mạnh xe nấy chạy. Mà cái đuôi của họ bà con bác thấy mấy xe đó nó bụi nó dài mà, nó đâu phải là nó ngỏ nó ngắn đâu. Ôi ơi chạy ghê lắm. Mình ba mày còn đi, ba mày còn thấy mà còn ba mày còn khủng khiếp mà. À, cái này là chống mưa đó chứ không phải chống bên đô thị đâu.
không ta? Hay là mình á à, đô thị đi nè, con bắt cái đó. À, xin thưa bà con bác, có lực lượng đô thị cái là bà con bác không kéo dẹp xe kết bre hết trơn. Rồi, giờ mình đi qua đây. Đó, đô thị xuống đó, rồi bà con bác không nè, mấy cái xe này nó bự chà bá lửa vậy nè, hỏi bà con bác khi mà cái cảnh mà chạy ùa ra mà chạy á thì đường nào mà đỡ cho nổi. Hầu như là toàn bộ là chiếc xe tự chế hết, đi thu mua mấy xe cũ rồi đi ra ngoài tự chế gắn thêm mấy cái thùng kéo thêm, mấy xe đó lạng quạng xe không giấy tờ luôn đó bà con, ba mươi rồi nó thật cái kiểu mà coi như là bị hốt bị bắt cái là bỏ xe đó. Rồi bắt đầu lực lượng chức năng đem mấy đống xe đó về giữ rồi còn tốn chục chỗ thêm nữa. Cho nên là phải làm sao mà giải quyết được cái gốc để người dân người ta không còn làm nữa, chứ còn cái kiểu mà chơi rủi bắt kiểu này mệt lắm. Rồi chúng ta đang đi trên con đường này là đường Phan Văn Khỏe. Đường Phan Văn Khỏe này hồi đó là bến Nguyễn Văn Thành, bên tay phải ba mươi cò ở đây nè, hồi xưa không có nhà cửa gì hết mà nó là một cái dòng sông. Con sông này người ta gọi là con kênh Hàng Bàng, chắc có lẽ hồi xưa người ta trồng nhiều cây bàng. Sài Gòn thì hôm nay trời lưa mưa lất phất. Trường này trường Châu Văn Liêm nè. Ông Châu Văn Liêm này cũng nổi tiếng lắm nha bà con. Hình như ba mấy cậu có một lần kể cho bà con bác nghe về lịch sử ông Châu Văn Liêm này rồi. Rồi sắp sửa mình đang đi vô cái khu vực đó là khu vực chợ lớn đó bà con. Ngay đây là đường Mai Xuân Thưởng nè, hồi xưa chợ rau củ Mai Xuân Thưởng bên tay phải, bên tay trái nè bà con. Đó, hồi xưa ở đây có cái chợ nè, cái chợ không thua gì chợ Bình Tiên ở đâu nha bà con, cũng lụp sụp hai bên đường á. Cái chợ này nó phải giống như cái chợ mà chợ trái cây á, chợ trái cây bây giờ còn á bà con, ngay chỗ bến xe chợ lớn á. Cái chợ Mai Xuân Thưởng này hồi xưa nó là vậy á. Bà con của bác dựng kèo, dựng cọc, dựng dùi là bí hết nguyên cái đường đi. Giờ không biết chắc từ khi giờ ra chợ Bình Điền á, chợ Mai Xuân Thưởng này giờ mới thành con đường á. Ở đó đây là cầu Phạm Đình Hổ nè. Đó, nguyên cái khu dãy nhà lụp sụp bên đây bây giờ là giải tỏa nè bà con. Sạch sẽ. Con sông ở dưới bắt đầu người ta đã làm bờ đê nè. À, dựng lên mấy cái bờ kè nè. Ồ, dòng sông xanh trong luôn mà con. À, sau khi mà móc môi rác hết trơn là bây giờ ba mươi giờ thấy là dòng sông nó xanh trong luôn á, xanh một màu xanh luôn á. Chứ hồi đó nước sông đen thui à. Đó bà con cô bác xem nè, vịt kìa bà con. Đó, người ta nuôi vịt luôn kìa. Đó bà con bác xem nước sông nó xanh ghê không, vịt nó bơi kìa. Đó chứ cả không, người ta dựng bờ kè lên hết rồi, mai mốt ta dựng thêm mấy cái thảm cỏ nữa. Rồi xong bay kéo đồ chạy nè bà con. Đấy, đây đô thị nè đó, nó xin thưa bà con bắt người dân Việt Nam mình là vậy bà con, cứ thấy đô thị là chạy à. Đó từ từ đó, hư một hư đường hết bây giờ á. Đó bà con bắt em thấy hốt đồ vô không. Đó, ngộ vậy đó, không bao giờ tự giác bà con. Má bà con bác thấy không, mỗi lần mà bà con bác đi chợ mà bà con bác thấy người dân mà tự nhiên ta ôm đồ ta hốt ta dọn đồ này nọ đó, là bà con bác biết nhìn xung quanh đi thế nào cũng có lực lượng đô thị á.
chứ không có lực lượng đó là coi như là xin thưa bà con bác khỏi chạy đường luôn, mạnh ai nấy chiếm, mạnh ai nấy lấn. À, đây là chợ đồ khô. Rồi đây là chợ Bình Tây nè. À, đây là chợ Bình Tây. Cho bà con bắt xem cổng chợ nè. À, cái chợ này hồi đó đông lắm bà con. Thập niên 80-90 á, cái thời mà ba mẹ còn đi lấy thuốc lá ở cái khu chợ lớn này nè, về bán á. Xin thưa bà con bác, mỗi lần mà bà con bác đi ra tới đây nè, bà con bác sẽ thấy là đầu người không à. Hồi đó là xe buýt tới đậu, xe 01 rồi nè, hồi đó ba mẹ còn đi xe 01 đó bà con. Bây giờ vô bến đậu rồi, chứ hồi xưa cái xe 01 là nó đậu ngay tại đây nè. Con đường này Nguyễn Phủ Thận hả, hồi đó là Quỳnh Thoại Yến. Đó, hồi xưa xe 01 nó đậu ngay đây nè bà con. Giờ là vô trong bến đậu rồi. Chọn này là hồi đó thời của ba mẹ còn nó là bến xe chợ lớn, còn bây giờ nó là thuộc về bến xe buýt rồi. À, hồi đó mỗi lần mà ba mẹ còn đi về cái bè đó để lấy trái cây lên bán á là đi xe ngay đây nè, xe bến xe chợ lớn này. Bến xe chợ lớn này đi xe về tới An Hữu. Thế Giới Di Động này xưa là đệ nhất chợ lớn đó. Đây, cái chợ mà nãy ba mày còn nói bà con cô bác mà chợ Mai Xuân Thưởng đó, hồi đó nó giống chợ này nè bà con. À, trời, xin thưa bà con bác, dương dù ra luôn rồi, xe lớn nó đi không được luôn rồi bà con bác thấy chưa đó. Xe lớn đi không được luôn rồi bà con bác thấy không. Đó, hồi xưa chợ Mai Xuân Thưởng nó giống vậy nè bà con. À, để mình quay đầu lại đi. Chánh chiếu. Ồ, cái căn nhà này còn cổ quá bà con. Ừ. Trời hôm nay ngộ quá ha bà con ha. Mưa nó không mưa mà nó tạnh lắm tạnh. Nó nhí 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 vậy nè bà con. Khó chịu quá nha. Nó làm cho sổ mũi á, cho em giỡn à. Rồi. Ô, xe này đi Rạch Kiến nè bà con. Rạch Kiến Tân Lân. Hình như ba mấy con có quay cho bà con bác đi xem mấy vùng Rạch Kiến rồi mà phải không? Ở đó có căn cứ lớn lắm á. Căn cứ đó hồi đó mà quân đội Mỹ là xây dựng là nó lớn cỡ như là cái căn cứ Đồng Dù luôn đó bà con. Lớn lắm. Trở lại bà mày còn sụp xịt mũi rồi. Rồi đây mình vô đây là khu chợ gà. Kính thưa các loại gà. Dịch sim lai có luôn. Dịch đầm có luôn. Dịch cỏ có luôn. À, gà máy tơ, gà máy dầu gì có luôn. Gà trống rồi, gà trống thiến rồi, gà trống gì cũng có luôn. À. Trời ơi.
tôi sợ nhất là mấy bà đang quét cái phân gà á, mình đi gần sát quá bà quét mà cái chổi chà đó nó văng dữ lắm nha bà con. Trời ơi nó văng lên biết nghĩ sao luôn á. Ừ, bữa mới đi thay cái kèn xe hết 109 ngàn, giờ chi trời mưa là bấm bấm ok luôn bà con. Chứ hôm bữa trước hồi đó cái mỗi lần mưa xuống cái là kèn nó bị nghẹt mũi. Đây đường Ngô Nhân Tĩnh hồi xưa là ba ly cao. Ừ.